hơn một dĩ khỏe nha. Xin chào mọi người nha, chào cả nhà. Hôm nay mình vô cái vườn mít ở Châu Phú tham gia cùng anh em là đi giăng lưới và chài lưới cá. Mời mọi người cùng theo dõi. Chúc mọi người có một ngày thật vui. Dân phải mấy phút rồi gửi? Điện chút xíu còn gỡ rồi. Dạ hả? Để nó đập bình là nó chạy à. Lưới mới chát luôn ta. À, đuổi cá nha mọi người. Chết luôn rồi. Quan. Ê. Đừng có xảy. Mẹ quá. Hai con. Phi. Trắng tát luôn. Lưới ông lưới 8 phần. 8 9 phần gì. Nãy vị nó cục nè. Ta ăn cá lớn cá nhỏ để loại mà. Đi chân. Đó. Được một em nữa đó. Cá hè. Cá hè. Còn bự bự đi ăn. Lớn. Dân cá lồng tông phải không? Đủ lưới không ta? Đủ loại lưới chưa ha? Đủ cá lồng tông à? Ừ. Ông này có cá bự hơn không? Có, cá này nhỏ lắm. Con ui, xè xè. Chút kéo nữa không có. Kéo phất đưa phi. Cá nhưng mà dính. Dính này nhỏ, có khi bình đẳng. Kìa, dính lưới không luôn kìa. Có đâu cá ấy không à? Nó dính gì đó, giật lưới đó.
cái vinh con giật đó. Có con cá bự nãy đó nhảy nó mày. Dồn cho mấy cái gốc nãy vậy. Ừ. Ở vậy kêu đủ đuổi đầu nặng á. Nè xong qua đây tôi không kéo đây nè. Cái clip bên đây thấy nó nhoi nè. 16 con mít là mít Thái không hả anh Phụng? Mít Thái. Thu hoạch mấy đợt rồi? 3 đợt rồi. Dạ, cá bự quá. Có gì? Cái gì? Kéo lại, đợt nặng kéo lại. Bắt cái chặn này rồi. Chặn này em văng lưới rồi chút, nó kéo đây trước. Ờ, vậy đi, kéo đây trước rồi không anh, nó kéo lại. Mít đợt rồi có giá không Phụng? Có, 4 mấy ngàn ký. Ồ, im ha. 16 công bộn à. Trời trái hết lên chưa? Hay là trường mới? Thì trường. Ờ, hiện giờ là 41, 42 ngàn. Ý là Covid đó, còn gì đó. Bây giờ dở cá lồng tông nha mọi người. Lồng tông mẹ mẹ hả anh Phụng? Ừ. Bự không chứ bộ? Này kè không có người dân ăn cá lồng tông cũng được. Lồng tông chiên bột. Hơn một dĩ khỏe nha. Đông dữ chứ.